Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian trở về Việt Nam thế kỷ 19 để tìm hiểu về chuyến đi của một sứ thần nhà Thanh tới miền Bắc nước ta. Thật sự rất thú vị khi được khám phá những ghi chép của ông ấy, một góc nhìn từ bên ngoài về đất nước mình thời xưa. Hôm nay chúng ta rất may mắn có sự tham gia của chuyên gia sử học, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn. Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ những câu chuyện lịch sử thú vị này với mọi người. Tôi còn nhớ, lần đầu đọc ghi chép của vị sứ thần này, tôi đã bị cuốn hút bởi những chi tiết nhỏ mà ông ấy quan sát được. Ngọc Mai có biết điều gì khiến tôi ấn tượng nhất không? Tôi đoán chắc là những phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước mình phải không anh Văn? Đúng là cảnh đẹp cũng là một phần, nhưng điều thú vị nhất chính là cách người dân và quan lại địa phương đón tiếp sứ thần. Nó thể hiện rất rõ nét văn hóa và quan hệ ngoại giao thời bấy giờ. Thật vậy sao? Nghe hấp dẫn quá. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi này được không? Được chứ. Chuyến khảo sát này diễn ra vào năm Minh Mệnh thứ 17, tức năm 1836. Sứ thần bắt đầu hành trình từ Nghệ An, rồi đi qua Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam và cuối cùng là Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay. Ồ, một hành trình dài hơi đấy chứ, Vậy ở Thanh Hóa sứ thần đã gặp gỡ những ai và có gì đặc biệt không anh Văn? Điều thú vị là ở Thanh Hóa, sứ thần đã được tổng đốc tiếp đón rất nồng hậu. Vị tổng đốc này họ Nguyễn và theo sử sách thì việc bổ nhiệm quan họ Nguyễn ở Thanh Hóa là một chiến lược của triều đình để dễ kiểm soát địa phương. Ngọc Mai có biết vì sao không? Tôi đoán là do Thanh Hóa có nhiều người họ Nguyễn, tự nhận là dòng dõi quý tên, khó cai trị chăng. Chính xác. Việc bổ nhiệm quan cùng họ giúp triều đình dễ dàng quản lý hơn. Sứ thần cũng gặp bố chính Nguyễn Nhược Sơn, người gốc Phúc Kiến, và được tặng quà rất hậu hĩnh. Điều này thú vị quá. Vậy còn ở Ninh Bình thì sao anh? Tôi nghe nói Ninh Bình nổi tiếng với cảnh non nước hữu tình. À, Ninh Bình thì đúng là một kỳ quan. Sứ thần đã rất ấn tượng với núi non hùng vĩ và hang động kỳ bí ở đây, đặc biệt là núi Dục Thúy và núi non nước. Và tất nhiên, Ông cũng được tuần phủ tiếp đón nồng hậu không kém gì ở Thanh Hóa. Nghe thật tuyệt vời. Vậy là từ Nghệ An ra đến Ninh Bình, sứ thần đều được tiếp đón rất chu đáo. Chắc hẳn khi đến kinh thành Thăng Long thì lại càng long trọng hơn nữa. Đúng như Ngọc Mai dự đoán, khi đến Thăng Long, sứ thần được tổng đốc họ Nguyễn tiếp đón trọng thị. Hai người trò chuyện rất tâm đầu y hợp, từ sáng đến trưa mới chia tay. Điều này cho thấy sự coi trọng của triều đình nhà Nguyễn đối với sứ thần nhà Thành. Ồ, vậy ở Thăng Long, sứ thần đã tham quan những địa điểm nào? Có gì đặc biệt không anh? Sứ thần được dẫn đi tham quan nhiều nơi, từ cung điện cũ nhà Lê đến khu phố buôn bán sầm uất và cả đền thờ Hai Bà Trưng nữa. Ông còn được xem bia đá tại sứ quán nhà Thanh bên sông Hồng và những cảnh tượng này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Thật thú vị, tôi có thể hình dung ra khung cảnh Thăng Long thời đó qua những ghi sứ thần. Vậy, sau khi tham quan Thăng Long, sứ thần cái gặp gỡ không anh Văn? Có đấy. Các thương nhân người Quảng Đông và Phúc Kiến đã đến thăm hỏi và tặng quà cho sứ thần. Đây là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng hương từ xa đến. Đúng là một nghĩa cử cao đẹp. Vậy là sau đó sứ thần đã kết thúc chuyến đi của mình. Đúng vậy. Ngày 11 tháng 2 âm lịch năm Minh Mệnh thứ 17, Sứ thần từ biệt Thăng Long, kết thúc chuyến hành trình khám phá miền Bắc Đại Nam. Ông được một đội lính hộ tống, thể hiện sự trọng thị của triều đình nhà Nguyễn. Qua câu chuyện của Anh Văn, tôi thấy chuyến đi của sứ thần nhà Thanh không chỉ đơn thuần là một chuyến khảo sát địa lý, mà còn là một cuộc gặp gỡ văn hóa giữa hai quốc gia. Nó cho chúng ta thấy được bức tranh sinh động về miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ, cũng như mối quan hệ ngoại giao giữa Đại Nam và nhà Thanh. Cảm ơn anh Văn rất nhiều vì những chia sẻ thú vị này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast Khám phá lịch sử. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.